mô Phật, chào thầy. Thầy khỏe không? Đó, thầy thấy cây bên đây thầy nó phát ra chưa? Này đây dưới gốc nè. Cây thầy bên đây nó phát kia không? Không? Phải đi đúng hướng đó. Để đúng hướng đó, để bữa hổm con nói đó. Đó. Giờ chăm tới Tết rồi đó. Bỏ phân ba lạc rồi. Còn cây đây cũng tạm được nè. Cây để cũng tạm đúng hướng nè. Còn cây này để không đúng hướng thì thầy thấy không? Nó không đúng hướng đó. Không đúng hướng cái phong thủy bữa con nói đó. Họ nó đi hướng đông là hướng đông, mà hướng tây là hướng tây thôi. Chậm phát cơ chưa? Mô thật, mô Phật, thầy ở trên khỏe không thầy? Cái cây thầy mà để đúng cái chiều hướng của nó là đi là nó phát ghê lắm. Nó xè tròn vậy, mai mốt lên dưỡng nó lên một cách lum lên một quả núi vậy. Kiểu là kim sơn mai. Cây đây này cũng còn tạm được. Nó mà để đúng hướng rồi nó canh hướng đông là đông. Bứng hướng đông là đem về hướng đông. Đó. Chứ bứng hướng đông mà đem về hướng tây đứng là rồi. Này, cây đó này. Con đi ra không kịp mà. Nó bứng nó để vô là nó đứng yên vậy luôn thôi. Nồi đất nó cũng giống nhau vậy. Cây đây cũng không đúng này. Cây kia cũng không đúng này.